quá là bất ngờ luôn quý vị ơi. Tình cờ là gặp lại người yêu của anh Linh đang uống cà phê nha. Em nói là mấy tháng nay rồi không có gặp lại anh Linh. Nghe kể thấy thương á, giờ là giấc tối là nằm mơ luôn. Thì anh em có hỏi là người yêu của em là như thế nào? Thì Mỹ Chi có nói là cái người yêu của em là nước da ngâm mà mắt khí. Thường thì anh mặc cái áo jean, còn cái quần thì mặc nó hơi bụi bụi và gách gách xíu gì đó. Rồi xin mời cả nhà cùng xem tiếp video. Ôi chào Mỹ Chi nha. Chào. Đang ngồi uống cà phê hả? Dạ. Chào ai vậy? Dạ chào anh Linh. Chào anh Linh hả? Ai mà tên Linh mà gặp rồi, trời rồi. Rồi anh đâu? Anh đi Đồng Tháp rồi. Đi Đồng Tháp hả? Đi Đồng Tháp. Biết rồi đó. Ủa vậy là cho hỏi cái này ha, là Mỹ Chi là gì của Linh vậy? Bạn gái. Bạn gái của Linh hả? Mày quen lâu chưa? Không, lâu rồi. Thành ra Linh thì cáp bài đâu có chịu. Vậy là ai tên Linh là số đầu qua. Bởi vì Linh thì thương Mỹ Chi cái gì trời. Dạ, rồi hai đó. Đứa quen lâu chưa? Linh rồi đó, có lợi nhà Mỹ Chi rồi nè. Chắc vậy rồi. Đúng rồi. Ra mắt nữa phải không? Ra mắt bà ngoại. Ra mắt bà nội. Bà nội luôn rồi. Trời ơi. Bà nội cũng chịu Mỹ cũng chịu anh Linh luôn hả? Trời ơi, chịu con cháu gửi mà. Dạ. Mẹ em chịu thì con gửi. Ừ. Vậy sao? Không gài hay mấy người hay chơi bỏ tôi luôn. Có anh Linh bỏ Mỹ Chi rồi chứ. Trời đất ơi, bỏ hành ra. Anh Linh anh ha, cỡ nào cỡ cũng không chịu chứ, vậy là thương Mỹ Chi ha. Ừ. Trời đất ơi. Rồi anh có hứa với Mỹ Chi chừng nào cưới Mỹ Chi không? Chắc thấy Mỹ Chi, trời ơi, Mỹ Chi đẹp nè. Chuyện này chắc có dặn anh Linh không? Có dặn anh không? Nhõng nhẽo không? Chừng nào anh về chắc nhõng nhẽo mà nghe. Về là đòi quà đó nghe. Không. Mà nếu anh Linh không về rồi là dặn cách thức sao đâu? Dặn sao? Dặn luôn. Trời dặn luôn vậy đó hả? Nó nhõng nhẽo cái nữa coi. Nói cho anh Linh nghe đi. Dặn. Bây giờ nói với anh Linh đi cho anh Linh nghe. Thì gửi lại ảnh đi. Nếu mà anh không về là anh dặn sao đó? Ừ. Anh Linh ơi, anh về đây em đợi nè. Nếu mà anh không về là em dặn anh luôn. Ừ, dặn sao? Dặn. Trời. Trời vậy đó. Bộ vui lắm hả? Vui sao con? Rồi có biết ổng ảnh không gà anh có quen ai không đó nghe. Hình như là có một đứa. Đã, hình như là có một người lại đã gần xích anh Linh. À vậy ha. Vậy đó hả? Chắc cảm hường cái gì đó. Trời, chứ còn ai nữa? Trời ơi, trời anh Linh này anh đào qua, quá anh đào qua. Thương anh Linh chỗ nào mà thương dữ vậy? Thương điểm nào ạ? Trái tim hả? Trái tim. Hay là thương gặp mắt hí với da đen phải không? Không, gặp mắt đôi tình. Mắt đôi tình ha. Nè, đôi tình gì nè. Ừ, giống như Mỹ Chi ha. Gặp mắt Mỹ Chi sao đâu? Trời ơi, nháy anh Linh sao đâu? Nháy làm duyên coi. Trời ơi. Nhìn anh Linh với Mỹ Chi này giống như là kêu bằng cái gì cặp mắt phu thê vậy. Nhìn cái mắt là thứ mắt phu thê. Dễ thương cái miệng. Dễ thương. Có nhớ anh không? Nhớ, không nhớ. Rồi có nhắn tin cho anh không? Điện thoại đâu nhắn. Vậy không có hả? Điện thoại đem cho tiệm mất tiêu rồi. Chưa có chuột ra. Bởi vì không nhắn tin được luôn. Bởi vì không nhắn qua hành gà anh, không gà anh đâu có lại đây phải rồi. Nhắn lại rồi. Hồi đó anh Linh có hứa cưới Mỹ Chi không? Có cưới không? Ôi chú bữa hổm mà chú lại nhà làm gì mẹ con đuổi như đứa tài vậy? Không có đâu. Phải. Chưa mà kể về lại mà chưa lại. Có anh Linh lại thì mấy chú có lại đâu? Không, bữa hổm là chú này lại nè, chú lại nhà em bị mẹ em đuổi đó. Đâu có. Đâu phải lộn rồi. Lộn á. Rồi, người nào rồi? Lâu lắm rồi chú đâu có ghé đây đâu. Có đợt lâu lắm Linh thôi hả? Đã kè ghé với anh Linh đó là tới giờ luôn đâu ghé đâu. Anh Linh bị mẹ con đuổi. Không có luôn. Phải luôn. Không ai lại cho á. Người khác rồi. Đâu? Người khác rồi. Nhớ lộn với lộn người đó. Vậy lâu lắm rồi đâu chắc anh Hiếu xuống gần á. Là Trần Anh Hiếu nghe. Ừ. Vậy là ai rồi? Ừ. Người khác rồi. Rồi ổng gài có nhớ anh Linh nhiều không? Nhớ. Nhớ. Ổng gài sao không lại nhà con? Đi Đồng Tháp đó lâu lắm rồi mấy tháng nay. Đi Đồng Tháp với anh Linh mà. Tự nhiên đi Đồng Tháp tự nhiên bỏ người ta đi luôn. Ừ. Trời là anh Linh. Hai anh chơi không có được nghe. Anh Linh này anh kỳ quá kỳ. Em nói hai anh kìa. Gì? Tụ gì trời? Người yêu của Linh mà người nói yêu anh. Linh mà nói gì? Ý là em nói á, Mỹ Chi là người yêu của anh Linh hả vậy? Anh yêu của anh Linh. Trời ơi, mà tự nhiên bỏ em gái anh lại là không có được nha. Tức là đi rủ đi luôn đó phải không? Ừ. Mốt đi rủ đi nha. Ừ. Hiểu không? Thôi nữa có gì anh Linh dắt đi chứ tôi không dám dắt rồi đó. Ừ. Nữa kêu anh Linh dắt Mỹ Chi đi. Nay người yêu gì mà bỏ người yêu lại? Gài buồn không Mỹ Chi? Vắng mấy người này tôi buồn sao không? Trời đất ơi. Vắng con vắng chú là con buồn á. Vậy hả? Ừ. Còn nhắc hai anh này là buồn luôn ha. Ừ. Buồn luôn nha.
Rồi rồi cho hỏi nè, anh Linh anh thương Mỹ Chi điểm nào ạ? À? Thương cái mỏ phải không? Bờ môi. Bờ môi ha. Bờ môi không phải cái đó. Rồi. Bờ môi. Ừ. Bờ môi đó vì môi gì vậy? Em cho anh mượn bờ môi em. Làm gì? Không nghe bà đó hả? Nước mưa hả? Phải. Em cho anh mượn bờ môi em, tình ta đắm say đêm dài. Trời đất ơi. Em cho anh mượn bờ dài, anh cùng nhau mà ta cây cây. Nhân gian hơi chị kêu kêu sang, trời trước sao mới giàu. Ngày mơ hạnh phúc sống đời bên nhau. Đưa hơi tay, những mắt nước đưa tình. Từ phía nọ em cũng xinh. Từ từ, ngày đêm 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 đợi chờ. Trời ơi, cái đêm cho ai, cho ai, cho ai? Cho anh Linh. Chắc thường ảnh cái cặp mắt khí ảnh với da đen vậy. Thấy không? Quá cưng luôn rồi. Bỏ hành ra, Linh nói cỡ nào Linh cũng vậy ha. Vậy là anh thương Mỹ Chi ở đây ha. Con người ở An Giang mà đâu có thương người Đồng Tháp được. Bây giờ nhắn dẫn trên cái đoạn video này nói làm sao rồi cho anh về anh thăm. Anh còn Đồng Tháp á. Hả? Anh còn Đồng Tháp. Nhắn sao với ảnh? Anh Linh ơi, về An Giang chơi với em. Ừ. Tết này em với anh đi đón giao thừa. Đón phố bông. Bông phố bông luôn ha. Tết này đi bông phố bông ha. Không, đón phố bông, con phố bông á. Bắt cái chân trời á. Trời đã ha. Rồi Tết này, đám cưới luôn. Tết này nè, anh coi em mặn đồ này còn đẹp hơn nữa. Ôi dồi dữ ta. Tết tính mặc đồ gì? Mặc mùa xuân. Dạ. Ủa Tết này chú có lại không? Chưa biết. Nếu mà có lại thì lại nhà con đi. Là sao? Nãy dạ con. Con lì xì chưa hả? Lì xì gì? Tết là ý là đó là đại nước. Ừ. Đại nước ha. Ừ. Có gì nữa? Bia. Bia luôn. Thôi Tết lỡ nó đi chơi anh Linh mất tiêu rồi còn đi chơi đâu gà? Còn nhà mà nói gì á? Tết anh Linh quà hai đứa rủ đi chơi còn nữa. Rủ đi bắn pháo bông rồi còn nữa. Ủa? Bây giờ kết cuộc là không gài có nằm mơ thấy anh Linh không? Chắc không. Có mà làm gì không? Có luôn hả? Thấy sao à? Thấy Linh hôn vô bờ môi. Trời ơi. Ơi. Vậy đó hả? Vậy sao lúc đó sao? Lúc đó vui không? Thấy nằm đang ngủ vậy nha. Anh đỏ. Mặt đỏ luôn. Vậy đó hả? Ừ. Trời đất ơi. Cái đó mắc cỡ mặt đỏ luôn hay gì? Mắc cỡ mà. Ừ. Mày làm gì cười? Có, thấy xứng đôi với coi đâu. Kiểu này chắc rồi. Kiểu này chắc chút xíu chắc phải kêu điện cho nói chuyện quá. Thì điện luôn đi. Ừ. Chút xíu điện ha. Chút xíu điện. Ở bên đây chị kia đâu vậy? Kia bên đây bạn rồi. Sao nhà luôn rồi? Thôi bây giờ kết cuộc là có nhớ anh Linh không? Nhớ không nhớ. Rồi nhắn với ảnh câu cuối cùng đi. Về đây. Anh Linh ơi, về đây em đợi anh đó nha. Anh mà không về là ha. Tới công chuyện với em. Không phải là tới công chuyện. Hai đứa mình kết thúc ở đây luôn. Rồi rồi kết thúc luôn đó nha. Thôi rồi vậy đó, để gỡ đoạn clip này lên mạng coi ai tên Linh đó thì vô nhận hàng nha. Linh nào đó. Ai tên Linh nha. Nãy giờ nói Linh nào tôi cũng không biết Linh nào nữa. Không biết Linh nào luôn. Linh Sơn phải không? Linh xe nào mày hay là Linh nào? Bạn của tài tài gì đó. Phải không Linh đó? Không, cái anh Linh vừa hỏi là nhà em đó. Là cũng gửi đó. Bởi vì anh nào anh là nào. Anh có đội nón không? Anh đội nón phải không? Nón màu gì nhá không? Đội nón màu áo khoác phải không? Ừ. Nón màu áo gì? Ghiên. Áo ghiên. Nón màu gì? Xe màu gì? Xe màu đen. Đội nón màu trắng. Vậy đi. Nhớ xe màu trắng. Vậy đi. Không, cái xe nó màu đen, cái nón màu trắng. Vậy đi. Vậy đi. Nó không hiểu nữa. Mà là đổi nón màu trắng xe màu đen. Ừ. Vậy dáng như thế nào? Dáng cao gáo. Dài sọc luôn hả? Giống như anh này nè. Ừ. Anh này mới cao trời. Đâu có anh này cao mà. Rồi bây giờ gì đi đăng lên là cái giống như anh Linh nào chơi hôm rồi đó. Linh của Mỹ Chi tới đó. Thì trở về Mỹ Chi nha, Mỹ Chi đang nhớ. Tết này là làm đám cưới luôn nha Linh ơi. Nói chờ rồi đó nha. Giờ chúc mừng Mỹ Chi trước đi. Còn anh Linh đến không đến thì thôi nha.
Dạ, trước sau giờ cũng tới cũng qua à, mà ốm qua giờ nè. Nếu mà không. Yeah. Ơi. Gì đi. Rồi bye bye Mỹ Chi nha. Chúc Mỹ Chi là tìm được người yêu của mình nha. Thế này ra Duyên cưới em nha. Trời.